Vì Suvi nói là nó là một cái dự án, nó bắt đầu trong một cái chuỗi dự án rất là lớn sau này, thì không biết là cái mức đầu tư cho cái dự án nó như thế nào. Cái thứ ba nữa là tại vì mình cũng có, mình có dư thừa chất liệu hip hop, R&B, hip hop, rap mà bây giờ nó đang là chuyện là trend đó, thì không biết là mình có đề cập tới những cái xương trong cái sản phẩm mình sắp tới hay không. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị. Em sẽ trả lời từng phần một ạ. Cái đầu tiên mà chị hỏi là về cái tẩy trắng, cái gọi là tẩy trắng nghe nó hơi nghe nó hơi nặng nề quá. Thực sự là cái việc một cái kế hoạch để cho ra một cái sản phẩm thì bao giờ cũng thế. Một nghệ sĩ phải đầu tư về chất sáng cũng như là tận mọi thứ về kế hoạch. Cái việc mà Spin cho ẩn hết đi tất cả những cái sản phẩm trước đây là để cho bước đệm khi mà những cái chuỗi sản phẩm này của Spin ra mắt, mọi người sẽ chỉ tập trung vào nó thôi. Và nó sẽ không bị so sánh hay phân tâm với bất kỳ một cái sản phẩm nào của Spin trước đây cả. Và mọi người hãy yên tâm rằng, chắc chắn rằng sau khi mà toàn bộ dự án này được ra mắt thì mọi thứ của Spin và những sản phẩm trước đây của Spin trên kênh YouTube hay bất kỳ các trang thông tin truyền thông nào sẽ được trở lại bình thường, hoạt động bình thường.